Ê, tôi đang làm cái gì mà nghe nó ngu đần nữa nha. Đúng rồi đó các bạn, ngu đần là content ngày hôm nay. Đùa tí thế thôi các bạn. Hôm nay trên bàn mình đây đang là hai sản phẩm mà các bạn cũng hỏi tụi mình rất là nhiều. Đây là con G203, Logitech G203. Còn bên đây là con chủ quốc dân mà các bạn cũng thường hay xài, Logitech G102 Lightsync. Hoặc là thậm chí các bạn cũng đã từng xài qua G102 rồi đúng không? Thì hôm nay tôi sẽ review cho các bạn về con G203 và làm rõ cho các bạn những điểm khác biệt so với con G102, mặc dù là Logitech nói là hai con này chả khác biệt nhau cả. Ok, thì để nói trước cho các bạn á, là mình thấy cái gì khác biệt hay không? Xin thưa với các bạn là có. Cho nên là mình sẽ chia cái content này ra làm 3 phần đi ha, để cho các bạn dễ hình dung và cũng như là dễ hiểu, dễ follow. Thì chút xíu mình sẽ nói qua từng phần. Còn bây giờ là cái phần đầu tiên, đó là cái phần mình unbox lại cho các bạn ở bên trong cái hộp này nó có những cái gì và cái phụ kiện của nó có khác gì so với con G102 Lightsync hay không. Đây, thì ra cái hộp này là một con chuột Ken Saban nha. Đó, đây, con chuột của chúng ta. Đó. Bạn sẽ có một cái quyển sách này ta gọi là cái gì? À, các lineup sản phẩm mới của Logitech có Color, người ta gọi là The Color Collection. Nếu các bạn nhìn vào bên trong đây thôi thì các bạn sẽ thấy là nhìn chung ha, con này nó sẽ là một cái sản phẩm có màu sắc mới thôi chứ không phải là một cái sản phẩm mới hoàn toàn 100%. Đấy. Rồi, bạn vẫn sẽ có sách hướng dẫn sử dụng. Thấy chưa? Đó. Củ âm chân kinh này mà lột ra các bạn đọc 7-7-4-9 ngày thôi là bạn luyện thành tu thành chính quả luôn các bạn. Rồi đây, bạn cũng sẽ có được một cái logo Logitech cho bạn dán đi đâu bạn dán ha. Rồi tất cả những cái thứ này thì mình sẽ để sang một bên. Coi còn cái gì ở bên trong đây nữa không? Xin thưa các bạn là hết luôn rồi nha. Y chang như con G102 và G102 Lightsync luôn, chả khác một cái gì. Rồi, một cái không khác ha, tức là giống nha. Rồi về cái thứ hai mà mình muốn nói với các bạn là về thiết kế và cũng như là những cái cảm quan của mình về cái phần ngoại quan bên đây. Thì bạn rõ ràng có thể nhìn thấy là cái form của con này gần như là chả khác gì cả. Ở đây mình không muốn nói là nó không khác gì luôn. Form của con Logitech G203 và con G102 Lightsync là cái form cầm đối xứng dành cho người thuận tay phải. Nếu các bạn thấy là bên cạnh hông bên trái của chúng đều có hai cái switch gắn macro. Đấy. Về cái lượng switch ở bên trên, hai switch chính nè, bạn vẫn sẽ có một middle switch và ở bên trên bạn ở ngay dưới đó bạn vẫn sẽ có một cái nút chuyển DPI. Đó, chả khác gì cả. Thậm chí là về cái phần mặt đáy thì bạn cũng sẽ thấy là fit nó cũng bố trí vị trí y chang như nhau luôn. Về cái chất lượng về dây thì đây, mình đang cầm trực tiếp trên đây thì mình thấy là cũng chả khác gì luôn. Về cả cái độ dày cũng như là cả về cái độ dẻo dai đó, không thay đổi gì luôn các bạn. Nhìn chung là về thiết kế thì không khác gì các bạn ha. Chỉ có một cái điểm khác đó là G203 bây giờ là nó có hai màu và các bạn sẽ thấy là nó khác biệt hoàn toàn so với hai cái màu tiêu chuẩn là màu trắng đen của G102, G102 Lightsync nói chung. Là nó sẽ có một cái phiên bản màu xanh và một cái phiên bản màu tím nữa, mình đã có làm và giới thiệu cho các bạn trong một cái video short rồi. Rồi, về cái khác thứ hai của hai con chuột này là gì? Rồi ok các bạn, cái điểm khác thứ hai và cũng là cái điểm chả khác quạt gì. Dạ, đó chính là về cái phần cảm biến. Thì cảm biến của con G203 này nó cũng xài cảm biến Mercury với DPI là 8000 DPI. Và bạn vẫn sẽ có gia tốc là 30G và cũng như là tốc độ tracking là 200 IPS. Đó, bạn nhìn vào thông số bạn thấy nó có khác gì không? Không. Nhưng mà khi mà mình cắm vào bên trong máy tính mình xài, mình đã chia sẻ với bạn trong cái video short rồi, thì mình có cảm giác được là cái leap of distance của con G203 này nó có phần thấp hơn đôi chút so với con G102. Và khi mà mình trải nghiệm mà mình sử dụng flicking chuột á, để mà mình bắn ốp á, thì mình thấy con G203 này nó ít sai lệch FOV hơn. Mới đầu là mình đã có một cái thuyết âm mưu là Logitech họ đã có một cái tinh chỉnh gì đó cho cái cảm biến của con này nó tốt hơn và nó có một cái trải nghiệm khi mà bạn chơi game FPS nó tốt hơn. Nhưng mà thực ra là không phải. Nếu mà bây giờ các bạn xăm soi kỹ vào cái phần fit chuột thì bạn sẽ thấy là cái phần fit chuột của con G203 này nó tương đối là có phần nhô cao hơn so với con G102. Nó mình sờ vô mình thấy nó cộm hơn á. Cái này là các bạn phải đến các cái cửa hàng của Given các bạn sờ và các bạn mới thấy được. Chứ còn nhìn chung là nếu mà bạn để camera thì bạn thấy cũng chả thấy nó khác gì đâu. Đây bạn có thể nhìn thấy trên màn hình đây ha. Thì đó, cũng không thể loại trừ được cái cảm giác khi sử dụng của mình là nó ảnh hưởng nhiều đến từ fit chuột. Và cái phần fit chuột này nó có vẻ như là do nó mới hơn, cho nên nó có phần tốt hơn so với con G102 cũ của mình. Thì thôi, nhìn chung là cảm biến nó không khác gì đi các bạn ha. Và nó khác nhau rất là ít. Và nếu như bạn là một người kiểu xăm soi như mình á, thì với những con chuột mới thì may ra bạn sẽ thấy nó khác thôi. Chứ còn nếu mà bạn xài hai con chuột mà cũng là mới đi, G102 Lightsync mới và con G203 mới, thì không chả khác gì đâu các bạn, tin mình đi. Rồi và cái phần khác thứ ba, đây là cái phần khác nhất nè các bạn. Các bạn có thể cảm nhận được luôn bằng tai. Đây mình cho các bạn nghe nhé. Đó chính là về cái phần switch. Switch của con G203 này, hai cái switch chính nó có phần đanh hơn. Đây mình sẽ cho các bạn nghe trực tiếp luôn. Đây là switch trái của G203. Bạn nghe chưa? Đây là switch trái của con G102 Lightsync. Hai lẻ ba 102
203 102. Rồi, switch phải nha. Switch phải. Đó, bạn thấy cái con này nó trầm hơn đúng không? Rồi, và cái phần thứ hai nó khác nữa, đó là về cái phần middle switch. Tại sao là mình lại nhạy cảm với middle switch các bạn? Mình chơi Apex Legends và đó là một cái tựa game mà mình sử dụng middle click để mình ping địch và ping đồ rất là nhiều. Cho nên là mình thấy là G203 này nó lại mềm hơn các bạn. Đây, cho các bạn nghe luôn nha. Nghe tiếng đã đúng không? Bột 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 bột. Rồi, con G102 Lacing nè. Đó, nhìn chung là cái về cái phần switch thì bạn có thể thấy là nó khác. Mặc dù là trong cái thông số là nhãn xuất người ta có viết là nó vẫn xài switch đến từ Omron với 50 triệu lần nhấn. Và Logitech họ cũng đã có claim cho chúng ta là những cái con Omron 50M này thì phần nào cũng đã fix được cái vấn đề về double click so với là những con G102 cũ. Thì cái phần này là mình thấy nó cũng phụ thuộc vào cái trải nghiệm người dùng của các bạn sao mà xài một khoảng thời gian dài. Đấy, còn mình thì mình không đánh giá cái phần đó được các bạn ha. Nhưng mà nhìn chung là nhìn về thông số thì chúng giống nhau, nhưng mà về cái trải nghiệm khi mà mình click á thì mình thích con này hơn G203. Đó, và đó cũng là một cái điểm khác biệt rõ ràng mà các bạn có thể nhận thấy. Và đó, mình vừa chốt cho các bạn những cái trải nghiệm của mình và cũng như là những cái điểm khác biệt của G203 so với G102 Lacing hay G102 cũ. Và những cái này thì mình nghĩ là các bạn khi mà đến showroom của Given, các bạn trải nghiệm thử, các bạn cũng sẽ thấy giống như mình thôi. Vậy thì chốt lại cho các bạn thì đây có phải là một sản phẩm bình mới rượu cũ hay không? Chính xác á. Chính xác là bình mới rượu cũ đó các bạn. Ừ, thông số nó không khác một cái gì cả. Chẳng qua là khi mà các bạn trải nghiệm thì bạn sẽ thấy một vài cái điểm khác biệt nhau nhỏ. Và mình nghĩ là do cái lô hàng cũng như là những cái linh kiện bên trong đây là Logitech họ đã đặt một cái số lượng rất lớn và họ vẫn đang còn sử dụng như những con G102 Lacing thôi. Còn như con G203 này vì họ sử dụng những cái linh kiện ở một cái lô mới cho nên là chất lượng của chúng có thể khác hơn một chút xíu so với những con G102 Lacing này. Cho nên là nó thành ra là nó đem tới cho mình một cái trải nghiệm kiểu G203 có lẽ là nó đã được nâng cấp một cái gì đấy. Mình cảm thấy là cái số tiền mình bỏ ra nó xứng đáng hơn. Tuy nhiên là nó sẽ đem lại cho bạn những cái giá trị gì? Đó chính là thứ nhất là bạn là một người thích màu mè, bạn thích màu sắc thì đây một cái color kiểu collection của Logitech cũng rất là ngon mà đúng không? Rất là đẹp, nó vẫn giữ nguyên cái giá trị cũ G102 Lacing là cái cảm giác cầm, cảm giác sử dụng của bạn rất là tin cậy. Rồi, cái thứ ba mà bạn vẫn sẽ có trên con G203 này đó chính là khi mà các bạn suy cho cùng ra đi ha thì giá của con này nó vẫn tốt và nó chả thay đổi gì so với giá bán của con G102 Lacing cả. Giá bán của nó đang bán tại GVN ở khoảng 400.000 thôi và là một mức giá rất là dễ tiếp cận cho tất cả mọi loại người dùng. Thậm chí bạn là một người văn phòng, bạn không phải là một người quá yêu cầu nhiều về cái hiệu năng sử dụng của chuột hàng ngày thì bạn vẫn có thể mua con này với một cái thiết kế nó tương đối là thanh lịch tao nhã mà cũng rất là nhẹ và cũng như là về cái độ bền cũng như là hiệu năng của nó cũng rất là đảm bảo đúng không? Và mình cũng đã có review cho các bạn về con G203 ngay trên bàn bên đây và đã làm rõ cho các bạn về những điểm khác biệt và những điểm không khác biệt. Thậm chí là về phần mềm nó cũng chả khác biệt nữa. Vậy thì các bạn thấy như thế nào về sản phẩm chuột này? Nó có tốt hay không? Và bạn có cảm thấy ưu ái nó hơn so với G102 Lacing hay không? Để lại comment phía bên dưới chúng ta cùng bàn luận nha. Còn bây giờ thì cảm ơn bạn đã xem video đến tận giờ phút này. Đừng quên để lại một like, một share, một subscribe cho một sự ghi nhận cho công sức của tụi mình nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Peace.